Mới đây, các đài truyền hình Đài Loan đã công bố video một số tòa nhà bị sập ở quận Hoa Liên, khu vực nằm gần tâm trấn trận động đất. Một số người được báo cáo đang bị mắc kẹt. Theo Cục Quản lý Thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 58 phút theo giờ địa phương ở độ sâu 15,5 km ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan. Truyền thông Đài Loan cho biết thêm, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên hoàn đảo trong 25 năm qua. Nhật Bản đã ban bố khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA, sóng thần cao tới 3 m có thể sẽ tràn tới các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía tây nam Nhật Bản. GMA nhận định cường độ trận động đất ở Đài Loan ở mức 7,5 độ Richter. Cũng theo GMA, sóng thần cao 30cm đã xuất hiện tại đảo Yonaguni. Cơ quan địa chấn Philippines cũng đưa ra cảnh báo cho người dân ở khu vực ven biển của một số tỉnh, kêu gọi mọi người di tản lên vùng đất cao hơn. Một nhân chứng chia sẻ với hãng tin Reuters, trận động đất ở Đài Loan có thể được cảm nhận ở thành phố Thượng Hải. Truyền thông Trung Quốc cho biết, trận động đất cũng được cảm nhận ở Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Chính quyền thành phố Đài Bắc chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại ngay sau đó. Truyền thông Đài Loan cho hay đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên đảo kể từ năm 1999. Sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter, cướp đi sinh mạng của khoảng 2.400 người và phá hủy hoặc làm hư hại 50.000 tòa nhà.